Mến chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn đã trở lại với clip tiếp theo của gia đình Sen Hồng TV nha. Thì hôm nay Sen Hồng TV sẽ gửi đến cả nhà cách làm món mực trứng rim nước mắm. Thì món ăn này là một món ăn rất là ưa cơm nha cả nhà, bởi vì sự hòa quyện giữa mực giòn giòn dai dai kết hợp với nước mắm cay cay mặn mặn ngọt ngọt là một cái món ăn rất là yêu thích của nhiều gia đình. Cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món mực trứng rim nước mắm. Và bây giờ nguyên liệu để làm món ăn này xin giới thiệu cho cả nhà, gồm có ở đây mình có sử dụng là mực trứng kết hợp với củ hành lá hoặc là củ hành tím, củ gừng và một vài các tỏi. Ngoài ra chúng ta còn có sử dụng là nước mắm 2 muỗng, tương ớt 1 muỗng và có thêm gia vị như đường, bột ngọt. Và bây giờ thì mời cả nhà sẽ cùng mình vào bếp để thực hiện món ăn ngày hôm nay nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cả nhà làm mực nha. Đối với mực trứng thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ mổ cái phần ở giữa đầu mực này cả nhà. Mình lấy cái cục cứng này ra, bỏ. Lấy hai con mắt ra. Tiếp đến là rút cái sống lưng của mực ra. Rồi mình sẽ lấy cái túi mực ra nha cả nhà. Cái túi mực mình mổ một đường nhỏ nhỏ dưới đây để mình lấy cái túi mực cho nó dễ nha. Mình cố gắng đừng để nó dập cái túi mực, nó sẽ không bị đen nha cả nhà. Rồi như vậy là mình đã làm xong con mực rồi đó. Rồi tương tự thì mình sẽ làm tất cả những con mực còn lại và mình rửa qua nước muối với lại giấm nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, thì đây là mực sau khi mình đã làm sạch và mình rửa qua nước muối với giấm để khử mùi tanh của mực đó cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình xử lý các nguyên liệu để mình luộc mực nha cả nhà. Trước tiên là mình sẽ dùng một củ gừng, mình sắc lát. Gừng nó sẽ là có cái mùi thơm á, đặc trưng của gừng nó sẽ khử đi cái mùi của mực, nó làm cho mực của mình nó thơm hơn á cả nhà. Rồi, còn đây là tỏi, mình cũng sẽ băm nhuyễn tỏi để lát mình thử. Rồi, ở đây mình sử dụng củ hành lá, mình đập dập, mình sắc nhuyễn ra luôn để lát nữa mình khử chung với tỏi nha cả nhà. Còn nếu không thì mình có thể dùng hành tím cũng được. Rồi, mình đã chuẩn bị sơ chế các nguyên liệu rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện luộc mực. Mình sẽ dùng một cái nồi nước, mình cho cái phần gừng mình đã sắc lát lúc nãy vào đây. Cho vào đây thêm một muỗng muối. Bắt lên bếp để luộc mực nha cả nhà. Rồi trong khi chờ đợi nước sôi để mình trần mực cả nhà thì mình sẽ pha chế chén nước sốt nha. Ở đây mình có sử dụng là 2 muỗng nước mắm, bên đây là 1 muỗng tương ớt. Mình sẽ cho nước mắm vào trong tương ớt. Rồi mình thêm vào đây 1 muỗng đường. Một muỗng nhỏ, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Cho vào đây thêm khoảng 2 muỗng nước. Rồi mình sẽ quậy cái phần nước sốt này lên cho nó tan ra cái phần đường ra luôn nha cả nhà, cho nó đều lên, khuấy đều lên. Cái
Cái phần tương ớt này sẽ giúp cho món ăn của mình nó cay cay, nhẹ nhẹ, thơm, dễ cái mùi, cái nước sốt mình nó sánh nó đặc lại, cái màu nó đẹp nữa cả nhà. Rồi thì bây giờ nước nó sắp sôi rồi cả nhà, thì mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái thau nước đá ở đây nha. Để lát khi mà mực mình trùng qua nước sôi xong rồi mình sẽ vớt mình bỏ vào nước đá này, để làm cho cái mực của mình nó giòn, nó cứng, nó ngon hơn nha cả nhà. Rồi nước đã sôi rồi nha cả nhà, mình sẽ cho hết phần mực vào đây để mình trần qua. Mình chỉ trần nhanh qua thôi nha cả nhà, không cần phải luộc lâu. Mình chỉ đợi khoảng tầm 1 phút thôi, cho nước nó lên tim trở lại là mình vớt mực ra liền. Rồi khi mà nước bắt đầu lên tim trở lại cả nhà thì mình sẽ vớt ra. Mình không có để lâu hay để mực nó không có bị mềm quá. Mình vớt mình để qua thau nước đá nha. Rồi mình sẽ để đây khoảng tầm 5 phút. Sau đó mình vớt mực ra để ráo nước. Sau khi mình ngâm nước đá thì mình sẽ vớt mực ra, mình để cho thật ráo nước nha cả nhà. Mình mới đem đi chiên lại. Rồi sau khi để một lúc thì mực đã ráo nước rồi, mình sẽ bắt đầu đem mực đi chiên nha. Rồi mình sẽ cho dầu vào trong chảo, để cho dầu nó nóng lên mình sẽ bỏ mực vào chiên nha cả nhà. Mình để dầu hơi nhiều nhiều một tí cho nó hơi ngập ngập con mực nha. Rồi để cho dầu của mình một lát mình chiên nó không bị bắn ra cả nhà, mình sẽ cho vào đây một muỗng bột bột bắp hoặc là bột da mì hoặc là bột chiên giòn thì cũng được nha cả nhà. Dầu đã sôi lên rồi mình sẽ bắt đầu cho mực vào chiên nha. Mình sẽ chiên trên lửa lớn như thế này trong vòng khoảng 2 phút, sau đó mình sẽ trở mặt nha cả nhà. Trở vào bờ bên kia. Rồi, sau khoảng 2 phút thì mình sẽ bắt đầu trở mực nha cả nhà. Rồi mình chờ thêm 2 phút nữa mình sẽ vớt mực ra. Cả nhà thấy con mực trứng của mình khi mình chiên nó phồng to lên nè cả nhà. Đó. Bên đây là nó có chứa trứng ở trong này.
Rồi bây giờ thì sau 2 phút thì mình sẽ dớt hết toàn bộ mực này ra nha. Rồi đây là phần mực sau khi mình đã chiên xong rồi nè cả nhà. Đó, con mực của mình nó phình to lên nhìn rất là hấp dẫn luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình đi thử qua nước mắm nha cả nhà. Rồi chảo nóng rồi mình sẽ cho vào đây một xíu dầu ăn để mình khử tỏi hành nha cả nhà. Rồi khi chảo đã nóng thì mình sẽ cho phần tỏi đã băm nhuyễn lúc nãy vào, cộng với phần củ hành lá, thử thơm lên nha cả nhà. Rồi khi tỏi đã bắt đầu chuyển sang màu vàng rồi mình sẽ bắt đầu cho cái phần nước mắm mình đã pha lúc nãy vào nha. Rồi tiếp đến mình sẽ cho cái phần mực đã chiên vào cho nó thấm đều với nước sốt. Mình sẽ rim như thế này một lát, đến khi nào mà cái phần nước sốt nó đặc, cô đặc lại, nó quánh lại, nó hòa quyện với con mực thì mình sẽ tắt bếp nha cả nhà. Rồi thì bây giờ phần nước sốt nó cũng đã kẹo lại rồi cả nhà ơi. Đó, con mực của mình nó đã thấm đều với cái phần nước sốt này rồi. Như vậy là mình có thể thưởng thức được rồi đó. Mình sẽ tắt bếp và cho ra dĩa nha. Rồi mình sẽ cho mực ra dĩa để chuẩn bị thưởng thức xem món ăn của mình như thế nào nha cả nhà. Nhìn rất là hấp dẫn luôn, rất là thơm luôn. Con mực nó phình to lên, nó có trứng ở trong nè cả nhà ha. Và cộng với phần tỏi thơm, hành thơm nữa. Món này rất là ưa cơm nha cả nhà. Đó. Ăn với cơm trắng, cơm nóng rất là ngon luôn. Đây, cả nhà nhìn con mực của mình nè, nó ú quay luôn nè. Trong đây nó chứa rất là nhiều trứng, rất là ngon. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho cả nhà thực hiện xong món mực rim nước mắm. Và món ăn này sẽ giúp cho gia đình mình có một bữa ăn ngon miệng vào trong dịp tụ họp gia đình. Đây là một món ăn rất là được nhiều bạn nhỏ yêu thích nữa nha cả nhà. Hy vọng là cả nhà sẽ cùng thực hiện và thành công với món ăn mực rim nước mắm với Sen Hồng TV nha. Còn bây giờ thì mình xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo nha.